triệu tập ba kẻ chặn đường ném vỡ kính chắn gió xe cấp cứu ở Trà Vinh. Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh triệu tập lấy lời khai ba đối tượng liên quan đến vụ chặn đường, cản trở, dùng gạch ném vỡ kính chắn gió xe cấp cứu. Ngày 5 tháng 6, Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh triệu tập lấy lời khai ba đối tượng liên quan đến vụ chặn đường, cản trở, dùng gạch ném vỡ kính chắn gió xe cấp cứu tại phường 7 thành phố Trà Vinh, gồm Hà Quang Danh, sinh năm 1998, Nguyễn Thị Mỹ Chi, sinh năm 2003, cùng ngụ thành phố Trà Vinh và Huỳnh Thúy Nhi, sinh năm 1999, ngụ huyện Duyên Hải. Danh và Chi thừa nhận hành vi dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu, gây hư hỏng là sai và vi phạm pháp luật. Công an thành phố Trà Vinh củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 31 tháng 5. Xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh về bệnh viện Thiên Ân, thành phố Trà Vinh để tiếp tục điều trị bệnh. Khi đến đoạn đường Nguyễn Đáng, tài xế thấy có hai xe máy phía trước nên bấm còi ưu tiên. Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không nhường đường, khi tài xế xe cấp cứu vượt qua, nhóm đối tượng đuổi theo. Đến đoạn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, có một đối tượng chặn xe và dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu rồi bỏ chạy. Vụ việc được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Công an phường 7 đã nhanh chóng phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thành phố Trà Vinh tiến hành các biện pháp điều tra. Xe cấp cứu bị hư hỏng nhiều bộ phận như kính chắn gió trước, cửa kính chắn gió, kính gương chiếu hậu, cúp đầu xe. Công an lấy lời khai của Huỳnh Thúy Nhi và Nguyễn Thị Mỹ Chi. Theo luật giao thông đường bộ, xe cấp cứu đang thực hiện nhiệm vụ là xe ưu tiên. Nếu người điều khiển phương tiện không nhường đường hoặc cản trở xe được quyền ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp thanh niên làm hư hỏng xe cấp cứu tùy theo tính chất, mức độ và tài sản thiệt hại được định giá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.